từ từ chờ thấy ca gì coi còn hoài cầu rất to à. Bà làm cái người mà gầu cái cơn trận động lại mưa luôn thấy không? Hai cha con như vậy hổm rài cha nặng con nặng như cha. Bèm nữa bèm hoài. Đồng với mẹ mình cứ bèm hoài. Mất ai cũng tiếc. Cha nặng con nặng cha giờ khác mất ra. Em cũng mà gầu cái người mà đổ bệnh đó người nói. Mất ghê thì đầu cũng chết mà còn bước nhà. Tiền của tôi dành dụm nhiêu nó đổ vô nó hết rồi. Ai cho con nặng tới nặng luôn. Để giờ không còn đất gì rồi. Để giờ không còn đất gì rồi. Vừa lòng không? Vừa gì làm gì vừa lối tôi. Thôi mốt ráng bằng kiếm tiền buôn khác. Trời ơi 4 năm tháng trời con nó nuôi dê ngày hả? Thì mua con bự hơn. Chứ bây giờ mà gầu được cái gì đâu. Gầu nó ngã bệnh. Mệt nữa. Mưa tới mẹ ơi đi đầu vô. Đó. Mày bầm gì mà điện thoại luôn mất máy mày. Có ngồi đó nói chuyện à. Gì hả? Có đem lại mấy về không? Làm sáng giờ rưỡi vậy? Ổn này chưa hai cho con mày gửi hổng này không gửi. Bán gầu từ nãy giờ gặp bác mèm gì mất gì? Gì mất gì? Gì mất trời sáng con lên nó vẫn còn cái đó mà mất. À tôi tưởng là ổng gửi là mày gửi không? Mày ai gửi? Gửi không? Bèm hoài á cả. Có gửi gì đâu trời? Con chết mà coi còn gì đâu. Sáng mất cha con mày. Sáng. Mày về đặt đâu? Sao tao đặt ra? Hoài tay nhẹ hơn luôn rồi ơi. Con nói rồi à. Con kêu rồi. Con kêu á đi làm á, từ từ đi làm. Chưa đi làm. Trời á, tờ tờ mờ á là hai chồng đi làm nói vợ vô bắt hết mẹ mới ghê con mày. Lấy lấy mấy con chơi con á, nuôi mấy tháng trời. Xin tiền đi nhậu mẹ không cho, mẹ mua tiền, mẹ mua chó, giờ mẹ nó bắt hết mẹ rồi. Còn con nào đâu? Ai đâu không giữ mà giọng hợp. Rồi thì con nói với ba rồi. Con kêu qua đi làm từ từ ra đi. Đi làm thì sáng đi làm. Đi làm gãy làm gì đi làm công ty hay gì á. Thì người ta ngủ. Chưa nắng không làm nổi. Ta ngủ dậy cho nó khỏe khỏe đi rồi đi. 7 tháng giờ rồi hả đi. Không chịu. Tao mà sáng năm mây sáng là chắc cái đất đi rồi. Năm mây sáng là chắc cái đất đi rồi. Đến giờ đi rồi. Bây giờ nó lát bè rồi. Rồi mấy con dê đâu con cưới vợ. Kêu cho con mày dê cưới vợ. Vợ bắt hết mẹ rồi mày dê đâu cưới vợ. Còn mày ở giá luôn. Con nói cha tới giờ nó về không hết rồi. Bỏ mất rồi thôi. Bèm hoài. Trong gió bão tố. Rồi mà khóc biết mình trời mưa luôn. Đó. Đi làm rồi sáng nói rồi ở nhà ta ở nhà một tầng hai tầng không sao mới đi làm con ngày về mất mẹ không về. Chưa có kịp gãi nên gì rồi với mất mẹ rồi nè. Tính làm xong rồi mất rồi thôi. Hai mấy con bài chồng chết luôn à. Mất rồi thôi. Mất như mất quyền bài dê con của con luôn. Vậy mất bài dê của ba đâu. Mất quyền bài dê con của con luôn. Vậy mất bài dê của ba đâu. Bây giờ mà nó mất cái bài dê của ba đâu. Nó mất cái bài dê của ba đi. Được rồi, mất bài dê của con đi. Tối thì không vô lên đi ngủ nó. Ừ
Là anh như muốn móc lắm hay gì vậy? Mày nhây nhây nhây. Bắt cái bài dê này được rồi. Ủa mày muốn hết, móc hết rồi không hay gì? Bài này bài kia không? Mới vậy hả? Nó mới đẻ sinh được cái bài dê con hả? Bắt mắt mẹ. Con quỷ nào bắt mắt mẹ. Nó mưa luôn rồi. Nó bảo bùn luôn, cái bài mắt mẹ cái đó. Trời ơi, mày thở cái vợ luôn. Ở nhà nhặt dê luôn. Chào dê. Chào nó về, và xong rồi. Không chào. Chào gì nữa? À, nó nữa. Không hả? Nó đâu có thể ra gì. Rồi rồi đó. À. Nó làm gì đó làm đi. Làm gì vậy? Mất mẹ hết rồi. Chào, chào thải về đó. Còn đúng gì nữa chào. Thì chào hỏi đó. Bà anh chào bỏ làm như con cầm đầu hay gì chào không về. Vậy chứ bà điện nó có điện hoài đó mà. Đúng rồi. Mày đừng có xài máy nữa nha, xài máy thì giật đầu mày đó. Đi làm thì bỏ điện thoại trong đó, để chẳng bể rồi. Xài máy mà để không mà về được hết trơn á. Giờ gì bà chửi nữa, nãy giờ mới nhai, bà chửi đâu. Giờ thì đó, bà chửi tiếp nữa. Thằng ăn chậm này nó cũng kỳ cục kìa. Bắt thì bắt bắt mẹ luôn, trời là hai con đó. Mày mau khai ra thằng này, mà bắt vô bắt không. Trời ơi, hai con nữa nè. Con mang dưa bự trời. Mang bắt dưa bự trời. Dưa bự của cha nè, nó bày nè, móc bắt bày vậy. Con. À, bắt rồi thôi, mày bay. Đi mắt thì mắt thôi chứ giờ bắt làm gì nó giờ. Đó rồi lớp nào, ba tiền mày tìm rồi. Đó rồi kêu lấy vợ cho con rồi về đâu á. Cho mày ở giá luôn. Hỏi vợ luôn. Ở với cha mẹ luôn. Lao hoài. Ôi, hoài. Có mưa gió, dòng gió, dâu gió tới luôn đúng mang chậm mắt trong. Kiếm mà cho con lên về đứng coi nè. Con nhà không? Đi về. Chứ nhà bà gậu hoài mà chịu nổi. Một con mấy triệu bạc. Giờ mất rồi thôi. Con 3 triệu, 4 con là hết yêu của tôi rồi. Con ngươi thì con của. Có gì đâu mà khóc mà than. Đó nuôi 4 năm tháng trời đó bắt hết trơn rồi. 4 con mười mấy triệu bạc, 20 triệu bạc của người ta rồi. Đó bữa giờ kêu ba đi gửi ba không chịu rồi. Mẹ ơi, thằng ông không chịu gửi. Nó giờ mất hết trơn về rồi. Con nó đi làm có 1 ngày một mà à không được ngày mới có 1 buổi một mà về mất mẹ 4 về rồi. Gửi đi. Đó đi làm kiếm tiền mua sữa cho mấy con quỷ đi nó uống chưa lãnh được tiền nó mất rồi. Vô luôn. Buồn quá. Nha. Thôi, thôi. Cái gì vậy thôi thôi hoài. Đúng hoài. Mấy triệu mua vậy chứ. Mười mấy chứ. Mười mấy triệu bạc. Thôi. Chạy vô bắt người sao vợ? Vậy chứ không bắt vô mà kêu tôi làm gì hả? Không lẽ giờ ra đường chạy à, thằng nào bắt dê trả dê tôi hả? Thấy không? Trời đất ơi, chuồng dê mà cắt camera. Mà mất rồi nào. Đó, thấy chưa? Ý ơi, thôi bây giờ con đi báo công an à. Mất bốn dê cho tiền không á. Nó lộn được cũng thương lại chứ. Đã nó có mần thật thì cũng kiếm được cục thương. Thôi báo rồi lên trả cho cái gì. Thôi mất công ta. Rồi mất bao giờ không báo ngang luôn. Không. Nó báo cái kêu ồ gia đình dễ nó vô bắt nó nữa là. Mày quá thôi. Ủa cái miệng mày nữa à. Ở đây nè, hấp gào lại đâu, mất rồi mới gào. Đúng là mất chó mới làm chuồng gà. Chó mới làm chuồng gà. Nó gào cửa đây đây, không chịu. Đúng là người thương ta nói đúng không? Mất chó rồi mới lo làm chuồng gà. Tao nhức đầu quá bị vôi. Tao nhức đầu quá bị vôi. Tao gào mày đã rồi, giờ kết quả rồi, bị vô cho tao đẻ. Đẻ mày
không cho tao. Không cho tao. Không cho tao. Bếp bật đó hả? Bật máy. Nhân nhốn vậy. Không ghê, không lo đi tiếp. Trời ơi, tôi đi kiếm ở đâu? Cái tôi gặp có dấu giò trong bảng ai người lạ lạ rồi. Làm mà làm như tôi công an ở gãy thì tôi trai dấu giò giò. Sang mà sang. Ok, vô, tôi đi kiếm á. Mắt phải mày la lên người tao nghe rồi. Ủa mà tao có nhà đâu mà.